Ngày nay, có rất nhiều cách giúp mẹ có thể thụ thai thành công và nhanh chóng. Tuy nhiên, để thực hiện điều đó thì còn phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố. Bên cạnh những thói quen được khuyến khích thì các mẹ cũng cần chú ý những điều không nên làm sau đây khi cố gắng thụ thai. 1. Căng thẳng. Cho dù bạn đang cố gắng thụ thai hay không, căng thẳng quá nhiều sẽ không tốt cho bạn và cơ thể của bạn. Mặc dù chưa có nghiên cứu cụ thể, nhưng các bác sĩ tin rằng căng thẳng có thể cản trở khả năng rụng trứng và thụ thai tự nhiên của bạn. Để giúp tăng cơ hội thụ thai và giảm lo lắng, hãy giữ thái độ lạc quan và thư giãn. Quá căng thẳng sẽ không giúp bạn thụ thai nhanh hơn. Hãy thực hiện các kỹ thuật giảm căng thẳng như thiền, yoga để giúp bạn thư giãn và duy trì thái độ tích cực. 2. Ăn quá nhiều đường. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng tiêu thụ quá nhiều đường trong một khoảng thời gian có thể dẫn đến kháng insulin, tiểu đường và béo phì, có thể làm giảm cơ hội thụ thai của bạn. Chọn thực phẩm lành mạnh hơn hoặc ít đường không chỉ cung cấp cho bạn chất dinh dưỡng mà còn cung cấp nhiều năng lượng cần thiết. Bởi bắt đầu từ giai đoạn thụ thai, bạn cần hình thành những thói quen tốt duy trì trong suốt thai kỳ. 3. Uống rượu. Nếu bạn thích đồ uống có cồn, có lẽ bạn nên nghỉ ngơi trong khi cố gắng thụ thai. Mặc dù nghiên cứu không nói rõ về lượng rượu cần tránh và cách nó ảnh hưởng đến quá trình thụ thai, nhưng bạn vẫn nên ngừng uống rượu. Trong giai đoạn thụ thai, bạn có thể mang thai mà không biết. Một khi điều này xảy ra mà bạn vẫn đang uống rượu, bạn đang đặt sức khỏe của thai nhi vào nguy hiểm. Tránh uống rượu trước khi mang thai không chỉ bảo vệ bạn mà còn cả thai nhi của bạn khỏi các dị tật bẩm sinh, rối loạn và sảy thai. Nó cũng có thể hữu ích về lâu dài nếu bạn đang có kế hoạch cho con bú. 4. Bỏ qua kiểm tra sức khỏe. Bạn sẽ không muốn bắt đầu hành trình thụ thai mà không đảm bảo rằng mình khỏe mạnh. Mang thai đòi hỏi và đào thải rất nhiều thứ ra khỏi cơ thể bạn vì bạn đang chia sẻ mọi thứ với em bé. Bạn cần đánh giá sức khỏe để đảm bảo rằng cơ thể bạn đang hoạt động ở trạng thái tốt nhất. Kiểm tra sức khỏe trước khi thụ thai cũng sẽ xác định các vấn đề tiềm ẩn như huyết áp cao hoặc tiểu đường để có thể giải quyết và điều trị chúng. Sẽ dễ dàng hơn để đối phó với bất kỳ vấn đề nào khi nó vẫn còn nhỏ thay vì chờ đợi nó vượt quá tầm kiểm soát. 5. Bỏ tập thể dục. Mục tiêu của bạn trước khi thụ thai là có sức khỏe và thể chất tinh thần tốt nhất có thể. Tập thể dục có thể giúp bạn đạt được mục tiêu này. Tập thể dục giúp giảm căng thẳng, duy trì trọng lượng và chỉ số khối cơ thể khỏe mạnh. Các bác sĩ khuyên bạn nên tập thể dục tối thiểu 30 phút mỗi ngày để duy trì một trái tim khỏe mạnh. Tập thể dục không cần phải quá phức tạp hoặc phải đến phòng tập. Nó có thể đơn giản chỉ là đi bộ 30 phút mỗi ngày, nhưng bạn phải yêu thích và mong muốn được làm. Nếu bạn thích nó, bạn sẽ gắn bó với nó. Khi bạn đã chọn một kế hoạch tập thể dục, hãy cam kết thực hiện nó ít nhất 3-4 lần một tuần. Phía trên là những điều bạn không nên làm khi đang trong quá trình cố gắng thụ thai. Chúng đều là những thói quen hoặc những vấn đề ảnh hưởng xấu đến tinh thần và tình trạng sức khỏe của bạn. Hãy nhớ rằng, để có thể thụ thai thành công thì yếu tố sức khỏe vẫn là điều quan trọng nhất nhé.